Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lệ Nguyên. Hôm nay em quay một cái video này để chuyên giới thiệu về đồ gia dụng trong anh chị nha. Đồ sử dụng hàng ngày trong gia đình, trang trí, trưng bày, decor, đồ hâm anh chị rất là nhiều mẫu mã. Ở đây là hôm nay em chuyên về dòng gốm Nhật trong anh chị nha. Giới thiệu cho anh chị mã đầu tiên nha. Em ghi mã số 1 giùm chị nè. Mã đầu tiên anh chị ơi là em có được 4 cái ly. 4 cái ly màu xanh coban ha, siêu đẹp luôn. Quý anh chị nhìn giùm em nha, họa tiết vẽ vàng thật 100% luôn anh chị. Đây nè, nhìn em nha, từng cái nước nét mực người ta vẽ như thế này để anh chị, một cái cổ xe anh chị. Cái ly này dòng này là màu xanh coban anh chị yêu. À, miệng ngang ly em đo được là 7 à, chiều cao ly là 6 phân. Truyện ký là hai chữ luôn, rất là rõ nét. Đó, 4 cá hoàn toàn lành tích siêu phẩm đẹp luôn anh chị ha. 4 cá lành tích siêu siêu đẹp luôn giùm em. Rồi, mã này lên giùm em cái mã là số 1 đúng anh chị ơi. Mã số 1 giùm em. 4 cái ly màu xanh coban siêu phẩm như thế này. Giá em bao ship toàn quốc của anh chị luôn 200.000 đồng. Mã số 1 giùm em, 200 giùm em. Mã số 1 200 anh chị ơi. Mã 1 200 giùm em 4 cái ly. Lưu ý giùm em anh chị. Mấy anh chị chốt đơn á, nhớ giùm em cái buổi clip nha anh chị. Ha, nhớ buổi phát clip giùm em. Đó, mã số 1 200 giùm em gái mấy anh chị ơi, 200.000 đồng em bao ship cho mấy anh chị nha. Mã 1 200. Rồi, tiếp theo mã số 2 đi mấy anh chị. Mã số 2. Mã số 2 thì em có một cái bộ đĩa nha mấy anh chị. Một cái bộ đĩa gồm có 4 chiếc đĩa ha. Mã số 2 em gồm có 4 chiếc đĩa luôn. Đường kính mỗi chiếc em đo cho mình xem nè. Đường kính mỗi chiếc là 18 cm. 18 cm chị, 4 chiếc đĩa. 4 chiếc đĩa họa tiết lưới nha anh chị. Đường kính 18 cm. Đĩa này cũng khá là xưa rồi, hàng chuẩn đồ Nhật giùm em. 4 cái đều lành tích ha. Cái nào cái nấy đều lành tích hết giùm em gái giùm anh chị, không có một vết tì vết trầy gì hết luôn. À, rồi, mẫu đĩa Nhật này lên giùm em mã số 2. Mã số 2 mấy anh chị ơi, lên giùm em có giá em bao ship toàn quốc mấy anh chị luôn. 4 cái có giá 300.000 đồng. 4 cái 300. Mã này lên giùm em 300, mã số 2. 300 sạc 4 anh chị, tức 4 cái nha. 300 sạc 4 là tức 4 cái anh chị yêu. Mã 2, mã 2 giùm em. Mã 2 giùm em à. Rồi lên cho anh chị tiếp tục một bộ đĩa Pháp. Một bộ đĩa Pháp giùm em anh chị ha. Một bộ đĩa Pháp anh chị ơi. Bộ đĩa Pháp này lên giùm em có giá là 800.000 ha. Một bộ đĩa này 800 giùm em gái anh chị. 800.000 đồng anh chị nhìn giùm em nè, chuẩn đồ Pháp nha. Dài tới 23. Bề rộng ra 17. Chiều cao lên tầm 3 phân. Quý anh chị nhìn nhầm em nè, hàng lành đẹp tuyệt vời, bóng sáng ngời ngợi luôn. Chuẩn đồ Pháp, để em quay cái chuyện ký cho mình xem biết thêm được không đây. Tại vì nó bị chá đèn anh chị nha. Nói chung là đây, chuyện ký đàng hoàng nha anh chị yêu. Rồi, lên nhầm em nguyên bộ đĩa này mã số 3. Mã số 3 có giá là 800.000, 10 cái. 10 cái 800 em, mã 3. 800 sạc 10, mã số 3. Mã số 3, 10 cái em. 800 sạc 10, siêu to, siêu nặng luôn. Rồi, một mã tiếp theo anh chị, mã tiếp theo. Mã tiếp theo đây em có một bộ đĩa chuẩn cổ luôn, Nhật chuẩn cổ luôn. 1 2 3 4 5 6. Nguyên bộ đĩa Nhật chuẩn đồ cổ của em. Mã này lên giùm em mã số 4. Đường kính là 21. Mã số 4 chị, đường kính 21 nguyên bộ này. Chuẩn cổ anh chị, không chuẩn không không lấy tiền anh chị luôn. Ở đây là cái lõi lò anh chị, mấy cái vết rạn rạn là đều hoàn toàn lõi lò. Quý anh chị chơi đồ anh chị rành biết ha, mấy cái này lõi lò thôi chứ không thành vấn đề luôn. Lên giùm em mã số 6, 1 triệu đồng. 1 triệu đồng 6 cái giùm em. 1 triệu 6 cái anh chị ơi, hàng này cổ lắm, cả trăm năm tuổi giùm em. 1 triệu đồng 6 cái đó. Lên giùm em mã số 4. Mã số 4, 1 triệu 6 cái. 1 triệu đồng 6 cái em bao phí ship toàn quốc cho mình. Mã 4, mã 4 anh chị. Mã 4, 1 triệu đồng 6 cái ạ. À. Tiếp tục một bộ đĩa nữa cho mấy anh chị. Hàng này hàng Nhật cho mấy anh chị yêu. Một bộ đĩa nữa cho quý anh chị gần xa luôn. Đó. Một bộ đĩa này mấy anh chị có 5 cái. 5 cái này mã số 5 luôn. Trùng hợp mấy anh chị. 5 cái này mã số 5. Đường kính 21 mấy anh chị. Mã số 5 em. 5 cái. 5 cái mã số 5. Có giá là 500.000 đồng. Đây, truyện ký Konomi mấy anh chị ơi. Ha, truyện ký Konomi luôn. Đường kính ngang em đo được 21 anh chị, hàng này đẹp lắm. Nào về mà anh chị rửa cái sạch sẽ nó thiệt đẹp, bóng thấy mặt lắm anh chị ơi. Cái này mình về mình ăn mì ý anh chị, hoặc mình để cái gì mà nó sâu lòng xíu được nha, đẹp luôn. Lên giùm em mã số 5.
500.000 đồng em bao ship cho mấy chị luôn. Mã 5 em, 500 năm cái đĩa, hoàn toàn lành tích chị, hoàn toàn lành tích luôn. Mã 5, 5 cái đĩa 500.000. Mã 5 giùm em. Mã 5 5 cái đĩa 500.000 đồng. Rồi tiếp theo ạ, tiếp theo là mã số 6 mấy anh chị ha. Tiếp theo mã số 6 em có một bộ đĩa pháp tiếp theo, 10 cái tiếp theo mấy anh chị. Đây ạ. Đường kính cái đĩa này 18 cm ha, nguyên bộ đĩa pháp 10 cái tiếp theo. Đường kính 18 cm nha mấy anh chị. Nhìn giùm em nè, thấy không ạ? Truyện ký đầy đủ nha, không biết mấy anh chị thấy rõ không? Em che lại mấy anh chị thấy rõ không nha. Rồi, lên giùm em bộ này đi mấy anh chị ơi nha. Lên giùm em bộ đĩa này có giá là 650.000. 650.000 10 cái em. 650, 650.000 10 cái đĩa pháp siêu phẩm nha. Đó, 10 cái đĩa chuẩn đồ pháp giùm em. Rồi, qua mã này anh chị. Mã này là mã số 6, 650.000 10 cái em. Mã 6 chị ơi. 650.000 10 cái 650.000 đồng. 10 cái anh chị, 10 cái luôn á, chúng có ít đâu nha. 10 cái. Rồi một bộ đĩa tiếp theo mấy anh chị. Bộ đĩa tiếp theo ạ. Một bộ đĩa tiếp theo có được 6 cái ha. Bộ này có 6 cái ạ. Đường kính ngang thế này là em đo được 20. Bộ đĩa này có 6 cái, đường kính ngang 20. Rồi, lên giùm em cái giá là 500. Trời ơi, 6 cái này em có 500.000 đồng anh chị, đẹp tuyệt vời luôn. Hàng Nhật nha anh chị, hàng Nhật cầm em, hàng Nhật xưa nha. Dĩa này dĩa xưa. 6 cái 500.000 đồng. Mã số 7 nha anh chị, mã số 7 giùm em. 6 cái 500, em bao ship anh chị ha. 6 cái 500 giùm em, đẹp cực kỳ, đẹp bóng thấy mặt luôn. 6 cái 500.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc mấy anh chị luôn. 6 cái 500. Rồi ở đây mấy anh chị, em có một bộ ngũ sắc, lấy cái thố lên cho chị luôn. Em có này bỏ vô trong. Em có một bộ 4 cái ly, 4 cái chén ăn chè, họa tiết ngũ sắc mấy anh chị. Hàng này khá là đắt tiền mấy anh chị. Dòng này dòng ngũ sắc nha anh chị. Dòng ngũ sắc thì đắt tiền nha mấy anh chị yêu. Đây, em có được là 4 cái à. Đường kính ngang miệng 10, chiều cao 7. Ngang miệng 10, chiều cao 7, 4 cái giùm em. Họa tiết ngũ sắc xưa, cực kỳ xưa luôn. Bộ này lên giùm em giá 400, một cái 100 anh chị ơi. 4 cái 400 giùm em, siêu đẹp. 4 cái 400 em anh chị. 4 cái 400.000 đồng giùm em ha. 4 cái 400. Bao ship cho anh chị tới nhà luôn. Mã này lên giùm em mã số 8 ạ. Mã số 8 400 4 cái, mã số 8 giùm em. Trời ơi, đẹp cực kỳ anh chị. 408 anh chị, mà em sale còn 400 nữa nha. 408 em sale còn 400. Mã số 8 giùm em. Mã số 8 giùm em gái anh chị, đẹp siêu phẩm luôn. Hả? Lên giùm em mã 400. 400 mã số 8 giùm em. Mã số 9 thì anh chị ơi, mã số 9 đi. Mã số 9 em có 3 cái đĩa lớn kèm theo em 3 cái đĩa nhỏ ha. Mã số 9 là 3 cái đĩa lớn kèm theo 3 cái đĩa nhỏ. Để em quay cái đĩa nhỏ trước cho mình. Đường kính ngang là 13. Đường kính ngang 13 anh chị, đẹp quá trời luôn anh chị. Hàng không một cái vết tì nào trơn. Hàng cực kỳ đẹp luôn, men lam siêu phẩm luôn. Rồi, đường kính ngang đĩa này 18 cm luôn. Đường kính ngang đĩa này 18 cm luôn. Đẹp một không một vết tì vết trầy nữa cho anh chị, hàng siêu phẩm luôn giùm em. Đó, thấy chưa, viền sô cô la luôn. Rồi bộ combo này, 6 món à. Bộ combo này 6 món hả anh chị yêu. Lên giùm em có giá là 500.000 đồng. Nguyên bộ 500 anh chị yêu ơi. Nguyên bộ 500 giùm em. Lên giùm em mã 500/6 anh chị. Mã số 9 nha. Mã số 9 6 cái, 3 cái đĩa nhỏ kèm theo 3 cái đĩa lớn. Mã số 9 500. Mã số 9 500. Em bao phí ship toàn quốc anh chị luôn. Mã số 9 500 anh chị. Mã số 9 500. Mã số 10 em có cái cà mên đẹp lắm. Cái cà mẹn chị. Hay là cái cà mên đựng thức ăn. Cái này là hàng Nhật giùm em, hàng Nhật ngũ sắc rất là đẹp luôn anh chị. Nha, mình lắp ráp đúng vị trí nha anh chị, nhìn siêu phẩm luôn đó. Mình đựng đồ ăn rất sạch sẽ mà và an toàn luôn. Chiều cao là 15. Bề ngang cũng 15 cm giùm em. Đây. Cái nắp nè anh chị ha, người ta vẽ đẹp chưa nè, siêu phẩm luôn. Số điện thoại em đang trên màn hình anh chị ha, ngay chẳng có biển hiệu đó anh chị. Có số điện thoại luôn anh chị ơi, có số điện thoại. Ha, mấy anh chị nào mà có nhu cầu á, mua hàng thì liên hệ và trực tiếp vào số đó, cũng là số điện thoại cũng như số Zalo nha anh chị, để mình giao lưu cùng với em gái luôn. Rồi, cái cà mên này lên giùm em mã 700 giùm em, mã số 10. Mã số 10 có cà mên này 700.000, truyện ký đầy đủ, làm đẹp tuyệt vời. 700 thôi anh chị, 700 đẹp dữ lắm, đẹp nha. Đừng bỏ qua mã này anh chị yêu ơi. 700 giùm em, siêu đẹp luôn, 700. Đó, mấy anh chị thích mã nào lên giùm em mã đó mấy anh chị. Thích bữa nào lên giùm em mã đó, 700 nguyên một bộ luôn. Rồi, giờ giùm chị đi em, 700 anh chị ơi, 700.000 đồng.
soạn một lát, soạn một số ly thủy tinh với mấy cái đồ sale cuối like nha, ở sale cuối clip nha. Rồi tiếp tục nguyên bộ tiếp theo, 5 món luôn. Trời ơi, 5 cái dĩa cảnh anh chị, 5 cái dĩa cảnh chứ không phải một cái đâu. Đường kính ngang cái này 19 sen, đẹp nè anh chị. Quý anh chị nhìn dùm em, nó đẹp khỏi, nó là đẹp mê ly luôn, men rạng siêu siêu đẹp luôn. Rồi 5 cái này lên em mã 600.000. 5 này 600 anh chị ơi, lên dùm em mã 11. Mã 11 600, mã 11 600 xứng đáng đồng tiền bát gạo nha anh chị. Mã 11 600. Đường kính 19 sen, mã 11 5 cái 600 em. Cùng một ca, cùng một bộ 5 cái 600.000 đồng, cùng bộ 5 cái 600. Rồi tiếp tục một mã đĩa Pháp cho dùm em đi. Cái mã đĩa này hình giọt nước anh chị, hình như cái xuồng luôn anh chị ơi. Trời ơi, nguyên bộ đĩa Pháp à. Nguyên bộ đĩa Pháp hình như cái xuồng luôn anh chị. Bộ này lên dùm em ạ. Mã này là lên dùm em mã 680.000. 680 anh chị, hai chuẩn đồ Pháp dùm em. Nguyên bộ mà chị 10 cái, đường kính 21 à. Rộng ra 14 à, chiều cao 5. Nguyên bộ đĩa Pháp lên dùm em mã 680. 680.000 em bao ship tới nhà anh chị luôn. 680 cái anh chị yêu, 680.000 10 cái 680, 10 cái 680. Rồi bưng xuống chị đi, nặng quá. 10 cái 680.000. Ai mua bộ này là hoan hỷ cho anh chị. Nó đẳng cấp cực kỳ luôn. Một bộ xưa, nói chung là gần cổ luôn chị, cận cổ em, 7-80 năm tuổi. Rồi là VIP của VIP luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái, 8 cái đĩa nha mấy anh chị. 8 cái, 8 cái mấy anh chị của ơi. Đó, nhìn dùm em. Đẹp chưa? Đó, gọi là siêu phẩm mấy anh chị. 8 cái dùm em. 8 cái dùm em gọi là siêu siêu phẩm luôn mấy anh chị ơi. Rồi, VIP lắm. Đường kính ngang 24, đĩa cảnh VIP. Rồi, 8 cái này lên dùm em mã 2 triệu đồng. 8 cái này lên dùm em mã 2 triệu, 2 triệu đồng em bao ship. Đúng một mã một duy nhất nha. Có 8 cái duy nhất mấy chị ơi. 2 triệu, 2 triệu dùm em. Mã này VIP lắm. Chuẩn đồ xưa gần cận cổ em, 8-90 năm hàng Nhật mấy chị. Ai sưu tầm được mã này VIP, mã 13. Mã 13 siêu VIP luôn. 2 triệu 8 cái, 2 triệu sạc 8 thôi, nặng gì đâu nặng mấy chị. Rồi bưng xuống mã 13 dùm chị luôn. Bưng xuống nha. Rồi tiếp theo mã 14 anh chị yêu ha. Mã 14 em có mẫu này đẹp, phối hợp hai bộ luôn. Phối hợp combo, combo trong chị nha. Gồm 5 cái bát tô. Kèm thêm cho em 5 cái đĩa men lam nha. 5 cái bát tô kèm thêm cho em 5 cái đĩa men lam chị, siêu phẩm luôn. 5 cái bát tô kèm thêm cho em 5 cái đĩa men lam. Ôi, nó đẹp anh chị ơi. Đường kính ngang 20. Đĩa là đường kính 20 mấy anh chị, đẹp cỡ này nè mấy anh chị nha. Hàng chuẩn Nhật luôn, mập truyện ký đầy đủ. 5 cái dĩa kèm cho em 5 cái tô. Đường kính 19. 5 dĩa kèm thêm 5 cái tô. Trời ơi, đẹp quá mấy anh chị ơi, nguyên bộ. 5 đĩa kèm 5 tô em. Lên giùm em cái mã này có giá là 10 cái có giá 800 thôi mấy anh chị, bao ship cho mấy anh chị tặng nhà. 10 sản phẩm 800.000. Lên giùm em cái mã số 14 ạ. Mã 14 em 800. Mã 14 800 anh chị, mã 14 800. 10 món. 5 cái tô, 5 cái đĩa, giờ mình xài thoải mái giùm em. 800. 5 cái tô, 5 cái đĩa, 800 giùm em. Rồi một mã tiếp theo anh chị ơi, một cũng là dòng men lam giùm em. Một mã tiếp theo dòng men lam luôn. Đó. À, anh chị thấy không nha. Soạn bình. Rồi, mã này 1 2 nè, 4 6 8 10, 10 cái anh chị ơi. Đường kính 16 ạ, 10 cái đĩa đường kính 16. Lên giùm em bộ này 500.000. 500.000 10 đĩa. Tính ra cái có 50k, nó đẹp dữ lắm, đẹp anh chị. Đường kính 16 ạ. Cái có 50k, 10 cái 500 giùm em, 10 cái 500 hàng Nhật VIP luôn. Mã này mã 15 hả? Mã 15 giùm em, mã 15 anh chị ơi. Mã 15, mã 15 giùm em 500.000 10 cái. Mã 15 500.000 10 cái. Rồi xuống đi em. Một bộ đĩa tiếp theo anh chị, đĩa đào toàn để đẹp hết giùm em. Đây, một bộ đĩa tiếp theo ạ. À. Một bộ đĩa tiếp theo em. Đây. Bộ này quy VIP nha anh chị. Đường kính ngang 16 sen nữa anh chị. Rồi, bộ này có giá là 600. 600 giùm em. Bộ này 600 anh chị. Trời ơi, sứ mà nó mẹ vẽ vàng xung quanh cái viền luôn anh chị. Bộ này 600. 2 4 6 8 10 cũng 10 chiếc giùm em. 600 giùm em, mã 16, 600 sẹt 10. Đẹp cực kỳ, đẹp bóng thấy mặt không anh chị ơi. 600, 610 cái. Rồi, xuống mã này luôn. 610 cái, 610 cái. Rồi, em lên cho anh chị một bộ combo tiếp theo
Đó, nó rồm 5 cái dĩa mẫu này. Và thêm cho em là 6 cái dĩa mẫu này, tức 11 cái chị ha. Bộ này tức 11 cái luôn. Đó. 5 dĩa này với 6 dĩa này tức 11 cái luôn. Rồi bộ này giá bao hồi 11 cái. Em báo giá trước cho anh chị mình bất ngờ luôn. Đó, có giá 800 thôi. 11 cái giá 800 thôi. Đường kính 21 anh chị. Đường kính 21 ở đây người ta vẽ cây tùng ha, cây tùng có những cái trái luôn anh chị ha. Có những cái trái luôn, hàng chuẩn đồ xưa. Bộ này xưa lắm, xưa luôn, hoang hỷ dùm em. Còn xung quanh người ta vẽ hoa, vẽ hoa anh chị. Rồi, chuyện ký là một chuyện Norita. Hàng này hàng giá trị không anh chị, hàng xưa giá trị luôn. Bộ này có giá 11 cái 800. Mã số 17 dùm em, 17, mã 17 nha anh chị. 11 cái 800 một đống luôn anh chị, một đống luôn nha. 11 cái 800 ngàn đồng, mã số 17, mã số 17. Rồi xuống mã 17 luôn nha em. Lên cho anh chị mã số 18, một cái tác phẩm bình hoa. Trời ơi, đẹp vô cùng đẹp anh chị ha, đẹp vô cùng đẹp luôn. Chiều cao đúng chính xác là 20, bề ngang 19, miệng cái bình này mồi sen. Hàng Kutani anh chị, hàng Kutani, vẽ vàng ngũ sắc siêu phẩm luôn. Đó, một cặp chim anh chị thấy mà, một cặp chim luôn anh chị ơi. Trời ơi, cái bình nó đẹp xuất sắc vải trưởng luôn. Đó, tuổi đời sâu lắm anh chị, 6-70 năm trở lên giùm em. Bình này VIP lắm, về nhà mình cắm bông cắm hoa gì cũng đẹp hết giùm em. Lành tích tình tịch, không có một vết tóc vết nứt luôn. Quan sát cái mọc truyện này giúp em nè. Đó, men rạng siêu già đồ. Cái bình này mã số 18 á anh chị ha, tri ân cho anh chị luôn, giá bất ngờ 1.600.000, 1.600.000 giùm em, mã 18, 1.600.000 giùm em, 1.600.000, em bao ship toàn quốc anh chị. Mã 18 em khoanh tròn lại, không thôi nó không quấy, khoanh cái số lại. Mã 18 hoặc 1.600.000, mã 18 1.600.000, bao phí ship toàn quốc với anh chị. Coi một cái bình ngũ sắc anh chị ơi, trời ơi, một cái bình ngũ sắc nha anh chị. Chiều cao bình 26 à, miệng ngang bình 10, tổng bề dài của bình ngang qua đây là 19 cm. Họa tiết ngũ sắc nha. Vẽ vàng thật 100% giùm em. Người Nhật người ta rất thích vẽ vàng nha mấy anh chị. Cây đào hay gì mấy anh chị ơi. Rồi, mọc truyện đế bên dưới đây. Đó. Mấy anh chị thấy chưa nè, xuất sắc chưa? Ê, lấy mấy cái ly pha lê lên bán luôn em. Gom hết trơn bài ly pha lê luôn. Rồi, mấy anh chị nhìn giùm em nè, đẹp chưa? Đẹp cực kỳ chưa nha. Mã số 19 mấy anh chị ơi. Bình này 1.800.000, em bao ship toàn quốc mấy anh chị. Bao rẻ toàn thị trường cho anh chị luôn, 1.800.000 dùm em. Cái bình này mã số 19, một sữa mã số 19, 1.800.000 đồng. Bao ship, mã số 19, 1.800.000. Rồi qua mã 19 nha em. Qua mã số 20 cho anh chị. Ha, tiếp theo 19 là sẽ có 20. Mã số 20 là em có được 5 cái tô, ổ 4 cái. 4 cái tô lam Nhật xưa. Trời ơi, cái tô mà anh chị nhìn cái phần đế đó anh chị ha. Mình nhìn là thấy mê rồi đúng không ạ? Cái phần đế nhìn thấy mê, họa tiết bên đây người ta vẽ lam xịn cỡ này nè anh chị. Hàng không đẹp, anh chị hoàn trả về cho em. Cực kỳ đẹp, bên em bao bể vỡ cho anh chị. Có bể có vỡ là đền bù ngay nha anh chị yêu. Trời ơi, 4 cái luôn. 4 cái này lên giùm em có giá nè, giá bất ngờ cho anh chị luôn. Tri ân anh chị, 4 cái này có giá 650 thôi. Miệng 15, chiều cao 6 luôn. 650, 4 cái, em bao phí ship toàn quốc mấy chị luôn. 650.000 4 cái, 650.000 4 cái mấy chị, 650 4 cái. Rồi qua mã đó đi, qua mã đó luôn đi. Rồi lên một mã tiếp theo mấy chị. Em lên một mã tiếp theo mấy chị, một cặp. Một cái tô và một cái thố mấy chị. Một cái cặp, một cái tô và một cái thố mấy chị ơi. Đó, đẹp chưa? Một cặp nha mấy chị, một cặp luôn. Cái tô ngũ sắc, đường kính 16 à, chiều cao 10. Đẹp xuất sắc của anh chị ơi. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Lựa một hai cái dĩa to. Đẹp xuất sắc anh chị ơi. Đây, một chuyện kiếm dưới đây anh chị. Đây, em quay gần cho anh chị thấy, quan sát ngắm nhìn giùm em. Bên trong đây ạ, vẽ lam. Còn cái này giống như cái thố mà mình về mình làm cái gạt tàn hay làm gì mình làm anh chị, ngũ sắc lam ha. Siêu phẩm anh chị, cặp này phải nói là cặp song sinh đẹp vô cùng. Đi với nhau gì nè, nó quá xứng anh chị. Đó. Rồi, lên giùm em mã số này, mã số 21 à. Mã 21. Giá em bao phí ship toàn quốc mấy anh chị, một cái giá yêu thương luôn, 800.000. 800 giùm em hai sản phẩm, 800 anh chị ơi. Hai cái 800 giùm em cặp. À, hai cái 800 giùm em, một cặp mấy anh chị, cặp 800 bao ship mấy anh chị luôn. Rồi qua mã đó đi anh, qua mã luôn. Em lên cho mấy anh chị một bộ pha lê, một. Em lên cho mấy anh chị một bộ ly pha lê anh chị. Đó, còn đúng bộ ly pha lê cuối cùng của nhà em, 2.
3 4 5 6 7 8 9 10. Có pha lê đỏ, pha lê xanh, rồi pha lê lam. 11 12 13 14 sản phẩm giùm em. 14 sản phẩm pha lê. 14 sản phẩm pha lê mấy anh chị ơi. Nè, nghe cái giá chấn động giùm em. 14 món pha lê có giá chấn động luôn, 1.800.000 giùm em. Miệng mùi chiều cao, chiều ngang là 6.5 là cái ly to nhất anh chị. Ha, chưa to nhất đâu. Cái ly này chắc cũng to nhất nè. Dài 12, miệng là 6.5 luôn. Quý anh chị quan sát giùm em, tất cả đều là pha lê hết giùm em. Nguyên bộ 14 cái 1.800.000. Tính ra cá có trăm mấy ngàn anh chị. Mấy anh chị vô siêu thị làm gì mình mua được cái giá này. Vô mất sờ to bán pha lê không bao giờ mua được giá này. Em bao chuẩn pha lê xịn cho mấy anh chị mình. Mấy anh chị cứ test kiểm tra hàng thoải mái giùm em. Mình nhận hàng test kiểm tra hàng thoải mái giùm em. Pha lê đỏ mấy anh chị thấy không? Những cái ly rượu. Ôi cặp này thì mấy anh chị ơi, ha. Cặp này nó đẹp, gọi là đẹp mà như hoa hậu có thiệt anh chị. Nè. Em gõ thoải mái cho mấy anh chị quan sát luôn. Rồi, thêm một cặp pha lê ly rượu nữa anh chị. Rồi, xuất sắc luôn. Mã này quá xuất sắc luôn anh chị ơi. Mã 22 ạ, 1.800.000, 14 cái ly. 1.800.000 nhà em, 14 cái ly pha lê. VIP nha, có đúng một bộ duy nhất mấy anh chị, nhanh tay là còn nha. Mã số 22, 1.800.000, mã 22 nhà em, 1.800.000. Dạ. Ở bưng xuống luôn. Rồi tiếp tục mã 23. Mã 23 mấy anh chị ơi, có một cái đĩa đẹp nè. Mã 23 nha, mã 23 giùm em. Đường kính ngang đĩa này 28. Rồi, Tri Ân cho mấy anh chị đĩa này 450. 450.000. Thôi đẹp nè mấy anh chị ơi, đường kính đĩa tới 28. 450.000 đồng, em bao phí ship tận nhà. Cái đĩa xưa, cái đĩa Nhật xưa siêu đẹp luôn, vẽ như 3D mà em. Siêu phẩm giùm em, 480.000 cái đĩa này. Mã số 23, 450.000, 450.000 đĩa này, hả 23 giùm em. Mã 23 mấy anh chị ơi. Rồi, mã tiếp theo mấy anh chị, mã 24. Cái đĩa tiếp theo em, cái đĩa tiếp theo em ạ. Đường kính ngang 27, đường kính ngang 27, đĩa tiếp theo em, 460.000. Ôi, nó đẹp lắm chị ơi, đĩa tiếp theo ạ. Đĩa tiếp theo đường kính 27, 460. Họa tiết vẽ như 3D, men lam làm đậm gì đúng không chị ha, men lam nó đậm lắm. À, cái truyện ký đầy đủ luôn. Lên vậy mã này mã 24 460, mã 24 460, em bao phí ship toàn quốc. 24 460 lên một bộ tràn. Rồi, tiếp theo một cái dầm trà siêu to khổng lồ mấy anh chị. Nguyên cái dầm trà siêu to khổng lồ luôn. Đường kính ngang cái dầm trà này em đo được 30. Chiều cao dầm trà này 6. Dầm trà này lên em giá 550.000 đồng. Quá trời đẹp anh chị. Bên trong cặp công giùm em anh chị, 550.000 đồng. Vừa đẹp vừa rẻ cho anh chị yêu. Rồi, mặt truyện phía dưới đây. Đấy nha, hàng lành tích đẹp hết giùm em. 550.000 mã 25. 25 550.000 đồng, em bao ship cho anh chị. 25 550.000 đồng. Rồi, bưng xuống luôn em. 550.000. Rồi, tiếp tục mã 26 hả? Tiếp tục mã 26 chị ơi. Một cái đĩa nha, kim chỉ hoa phù dung, đường kính đĩa 28, viền sô cô la bên ngoài, họa tiết 3D luôn. Kim chỉ hoa phù dung anh chị yêu, kim chỉ hoa phù dung, truyện ký đầy đủ, truyện ký đầy đủ luôn đó, đẹp vải chỗ không chị. Mã số 26 giùm em ạ. Mã số 26 em, 480.000. 480 là nhiều em. Mã 480 480.000, mã 26 480.000, mã 26. Em có một bộ trà rất là VIP luôn hả? Một bộ trà rất là VIP luôn. Hàng này là cái khai là khai Nhật đúng chị, khai là khai gấm Nhật. Còn cái bộ tách này là hàng đá ngọc. Đá ngọc nha anh chị ơi, đá ngọc. Đường kính này là 6, để em lấy cái đèn thông đèn cho mấy anh chị coi về cái bộ trà này. Đây quý anh chị nhìn giùm em test ngay trên live cho mấy anh chị mình. Thấy mà, không đèn đẹp cỡ nào nha mấy anh chị. Rồi em thông luôn cho mình coi về cái tóc. Thấy chưa? Đây, trà ngọc mấy anh chị. Thấy không ạ?
chất liệu ngọc hoàn toàn, khi mình thông đèn vào sáng lên rực rỡ luôn chị, cái nào như cái nấy giùm em ha, sáng lên rực rỡ luôn. Rồi cái bộ trà để em đo thông số cho mình xem nha. Cám trà chiều dài tổng quai và dòi 17, không tính quai không tính dòi 11. Chiều cao ấm trà 10 sen. Rồi nhìn giùm em nè, cám trà nè, cái quai bằng hợp kim mạ đồng giùm em, siêu phẩm luôn anh chị. Đó là cái dây hồ lô anh chị, hồ lô ngũ phúc giùm em. Ở bên trong có cái lõi lược luôn ha anh chị, bên trong có cái lõi lược. Đó, về mình xài làm quà biếu tặng ok luôn anh chị ha, làm quà biếu tặng ok luôn. Rồi, ở đây em có ly, miệng ly là 6 ạ. Chiều cao ly 4, bao gồm 6 cái ly cái ấm. Em tặng kèm cho quý anh chị mình. Cái này là cái khai dưới tặng kèm nha. Cái khai này bán lẻ không cũng mấy trăm ngàn đó. Nhưng em tri ân, đó bán bộ trà tặng kèm khai này cho mình 2.600.000 đồng. Dài 23, rộng ngang 29. Đó, dài 23, rộng ngang 29. Tặng kèm khai này theo cho mấy anh chị mình luôn. Bộ trà có giá 2.600.000. Cái khai nhật xưa mấy anh chị, khai nhật xưa, khai này bán lẻ không cũng cỡ 4-500 anh chị. Em bán nguyên combo một cái khai kèm theo cho em 6 cái ly, cầm cào cà kèm một cho em một cám trà ha, đủ đủ nguyên bộ combo thế này luôn, có giá 2.600.000 đồng. Mã 27 à, mã 27 nguyên bộ 2.600.000, em bao phí ship toàn quốc. Mã 27 2.600.000 đồng. Rồi mã 28 thì anh chị, mã 28 em có cái đĩa chu đậu anh chị, hàng này hàng Việt Nam anh chị, hàng Việt Nam nha, đĩa chu đậu Tam Thái. Đường kính chuẩn là 26.5 gần 27. Họa tiết đây vẽ cá. Ôi, đẹp anh chị ơi, đẹp dữ lắm, đẹp nha. Rồi, cái đĩa này tri ân cho mấy anh chị gần xa, giá siêu bất ngờ luôn. Để mấy anh chị 800.000 cái đĩa này thôi. Đó, để mấy anh chị 800.000 cái đĩa này thôi anh chị. Đĩa chu đậu Tam Thái 800.000, 800.000 đồng. Mã số 28. Mã số 28 nha em, 800, 800 anh chị, siêu đẻ, siêu đẹp ha. Siêu siêu đẹp luôn. Rồi tiếp tục theo, mã số này là mã số 29 nha anh chị. Có một cặp đĩa, hồi xuất sắc anh chị, cặp đĩa này xuất sắc giùm em. Một cặp luôn quý anh chị. Cặp này có giá là 750.000 đồng. Đường kính ngang là 27 à. Chiều cao 4. Cặp này 750. Cặp này 750.000 đồng, em bao phí ship cho quý anh chị. Cặp này 750. Cặp 750 anh chị ơi, một cặp 750, một cặp 750. Em bao phí ship toàn quốc quý anh chị luôn, một cặp 750.000 đồng. Bao ship cho quý anh chị nha, một cặp 750, một cặp 750 anh chị. Mã số 29. Mã số 29 giùm em, một cặp 750.000 đồng, cặp 750 nha anh chị. Rồi ơi, còn cái dĩa nữa anh chị, em còn cái dĩa Nhật cổ nè. Cái dĩa Nhật này chuẩn đồ cổ luôn giùm em. Có một cái nha. Dĩa này nhớ có hai cái, còn cái hả? Đường kính ngang 33, một cái mấy anh chị ơi. Đường kính ngang 33, tích ngồi nha mấy anh chị ha. Vẽ tích ngồi luôn mấy anh chị ơi. Hồi ơi, chuẩn đồ cổ em, dĩa siêu to khổng lồ. Dĩa siêu to khổng lồ chuẩn cổ nha. Đó, không cổ mấy anh chị trả về cho em. Dĩa này có giá 1.200.000 đồng, em bao ship. Nó rạn men xíu dưới đế mấy chị, rạn men xíu đế sale cho mấy anh chị đi. Nó hơi rạn rạn mấy anh chị, nhìn giùm em cái men nó rạn nha. Sale cho mấy anh chị 1 triệu luôn đi. Dĩa Nhật chuẩn đồ cổ anh chị, 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng, mã 30. Mã 30 1.000.000 đồng anh chị ơi. Rồi qua mã luôn đi em. Mã 30 1.000.000. Tiếp theo tới mã 39 nha anh chị ha. Em kết thúc rồi, mã 39, 9 mã nữa là em kết thúc nha. 1 2 3 9 được rồi. 3. Ồ, bộ này có được là 5 cái bát, đẹp quá trời đẹp anh chị, đẹp xuất sắc luôn. 5 cái bát siêu phẩm hàng Nhật rồi em. Đường kính ngang 14 à, chiều cao 6 luôn. 5 cái bát màu xanh coban siêu phẩm đẹp, dày nặng cực kỳ luôn. 5 cái này có giá 500.000. 5 cái này có giá 500.000 đồng. Lên giùm em cái mã số là 31, 500.000 đồng. Hàng VIP anh chị, cái nào VIP báo anh chị VIP nha. Đẹp bóng tháng người. Hàng này hàng Nhật giùm em, siêu siêu đẹp luôn. 500.000 nguyên bộ. Nguyên bộ này 500, em bao ship toàn quốc 500. Nguyên bộ tiếp theo đó anh chị, em có một bộ này tiếp theo còn VIP ác anh chị. Bộ này anh chị ơi, đây để em cho anh chị coi nè. Hàng xưa được 4 cái tô, hiếm khi có được 4 cái tô xưa mà cùng bộ lắm nha. Đường kính 16, chiều cao 5. Quý anh chị nhìn giùm em nè, hàng làm mộc làm tay hoàn toàn 100% giùm em. Đó, cái bộ tô này xưa lắm nha anh chị. Đó, giao lưu anh chị luôn. Có một bộ này lên giùm em mã 32 800.000 đồng. Mã 32 em 800,
32800 anh chị, 32800. Này em sưu tầm có một cái nhà sưu tập anh chị, người ta để lâu năm lắm rồi. Chia sẻ lại với ha. Chia sẻ lại. Hôm nay đem về giao lưu anh chị nè. Bộ này đẹp lắm, dày nặng cực kỳ luôn. Lên giùm em mã 32800. 32800 anh chị ơi, 32800 ngàn đồng. Mã 32 anh chị lưu ý giùm em cái mã. Rồi, mã 32800. Mã 33 đó anh chị. Mã 33 em có cái bình. Mã 33 có cái bình hồ ơi. Cái bình này ngũ sắc đó anh chị ha. Một cái bình ngũ sắc tiếp theo. Cái bình ngũ sắc anh chị cao lắm. Chiều cao bình này tới 30. Miệng ngang 10. Bề ngang tổng bình 18 anh chị. Rồi, nhìn giùm em họa tiết nha. Người ta vẽ vàng hoàn toàn 100%. Vẽ vàng hoàn toàn 100% giúp em gái lắm anh chị. Đó. Có chuyện ký vàng bên đây luôn, vàng thật nha. Hả? Vàng thật luôn anh chị. Miệng nè, đó thấy chưa? Rồi, giao lưu bình này có giá 2.200.000 đồng cho quý anh chị. 2.200.000 mã 33. 2.200.000 đồng mã 33. Cái bình Nhật VIP mã 33 giùm em. 2.200.000 em bao phí ship toàn quốc luôn. 2.200.000 đồng mã 33. Mã 34 em có một bộ tách trà anh chị ha. Mã 34 em có một bộ tách trà luôn. Đây, một bộ tách trà. À, đem bộ tách ra luôn quay luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho em hàng sứ xương đó anh chị, hàng sứ xương nha. Hàng sứ xương là một trong những dòng sứ rất là ưa chuộng của người Nhật luôn. Nó mỏng nó nhẹ lắm chị. Truyện ký đây nè. Đó quý anh chị nhìn giùm em nè. Đó, đẹp chưa? Cực kỳ đẹp nha quý anh chị của em, cực kỳ đẹp luôn. Chiều dài tổng em đã được 17 nha. Dày là 14 anh chị, rộng ra dày 14 giùm em. Đó, siêu phẩm luôn anh chị ha. Đây, một chuyện đếm dữ luôn. Có quay cầm thấy cưng ghê chứ anh chị. Bên trong có lõi luộc luôn giùm em. Bên trong kèm cái lõi luộc luôn. Rồi, cái bộ này có giá là 600.000 đồng. Em bao ship cho anh chị. Mã số là mã số 34, 600.000 đồng. 34 anh chị. Miệng ngang 7.5, chiều cao 6. Bên trong vẽ nè, bên ngoài cũng vẽ luôn. 34 giùm em. 34 giùm em, 600.000. 34, 600, 600. Em bao phí ship nào quá chưa dán mã em. 34 600.000 đồng mã 34 ha, bao gồm nè 5 cái ly 1 cái ấm, mã 34 600, 5 ly ấm 34 600.000. Rồi lên cho anh chị một set trà tiếp theo. Bộ trà này VIP bao gồm cho em 5 cái đĩa, 1 cắm. Bộ này như bộ hoàng gia anh chị, 5 cái ly, 5 đĩa, 1 cắm, 5 cái ly anh chị, tạo thành cho em là 5 cái set trà kèm cắm trà. Đây, mỗi một set của nó là như vậy anh chị, gọi là một set trà, có nghĩa là bao gồm một đĩa kèm cái ly, có cắm rót luôn. Giờ em đo kích thước thông số cái ly trước cho mình xem. Chiều cao ly 7 à, miệng ngang ly 7 luôn. Họa tiết vẽ vàng thận 100%, tất cả họa tiết này đều bằng vàng. Có độ lấp la lấp lánh, có đó là xà cừ anh chị ha. Người ta áo một cái lớp xà cừ bên ngoài, hoàn toàn kỹ thuật siêu cao luôn. Còn có mọc truyện đây là anh chị, cái mọc truyện là một cái vương miện anh chị ha. Mọc truyện là một cái vương miện luôn. À, hàng này siêu 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 đẹp anh chị, hàng này hàng nhập khẩu luôn giùm em, bao chuẩn đẹp. Còn cái đĩa đây nha, cái đĩa 10 đường kính 15 luôn, họa tiết vẽ vàng lấp lánh nè. Thấy cái độ nghiêng của em, thấy anh chị thấy lấp lánh vàng chưa? Đó, truyện ký dưới đầy đủ luôn, để lên gì rất là sang trọng. Mình để trong nhà mình nha, mình sử dụng cũng được, tiếp khách thì quá là sang trọng rồi ha. Tiếp khách quá là sang trọng luôn. Và quý anh chị nhìn cái bình nè. À, cái bình em nghiêng cái góc độ nào anh chị cũng thấy đẹp luôn. Cục vàng thật hết giùm em. Cái nắp cũng xịn mấy anh chị. Rồi, truyện ký đầy đủ bên dưới luôn. Cái bình này đựng tầm khoảng, chắc tầm khoảng 1 lít nước đổ lại anh chị. Chiều cao tổng bình là 17 à. Tổng qua giờ dòi luôn á là 17 luôn. Không tính qua, không tính dòi, tính bụng bên dưới là tầm khoảng 10 phân. Nguyên bộ này, 1.800.000. Mã số 35, nguyên bộ 1.800.000. Nguyên bộ luôn anh chị, 1.800.000 đồng. Mã 35 dùm em. Rồi, xuống mã đi em. Xuống mã này luôn, mã 35, 1.800.000. Tiếp theo đây em có tri ân cho anh chị. Rồi lên mấy cái mã sale giùm em đi. Lên mấy mã sale cuối clip giùm em. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái đĩa, 1 2 3 4 5 6 7, giá bất ngờ cho anh chị luôn. 7 cái đĩa này có giá là bao ship toàn quốc anh chị 400.000 đồng. Đường kính như thế này 14. Dài tổng là 21 anh chị. Đó, vẽ lam. Ở trong đây 7 cái đĩa có được 2 cái tích anh chị, để em soạn ra nè. Một cái nè, cái này một tích nha, nó lộn xộn hai tích, để em soạn ra mấy anh chị coi. Này một nè, mẫu này có 2 nè, thấy mà còn thêm mẫu này nữa mấy anh chị.
Đó, cái combo này nó có hai cái tích, có nghĩa là nó bao gồm 5 cái đĩa vẽ cảnh kèm 2 cái đĩa vẽ hoa. 5 cái đĩa vẽ cảnh kèm 2 cái đĩa vẽ hoa là em được 7 cái mấy anh chị yêu. Đó, tại vì em thấy cái kích thước nó giống nhau nên em để cùng bộ. Lên giùm em mã này là 400.000 7 cái mấy anh chị. Mã này mã số 36. 36 400.000 7 cái, mã 36 400.000 7 cái, mã 36. Mã 36 em 407 cái. Tiếp tục một mã đĩa phát nha cho mấy anh chị đi nha. Hả? Tiếp tục một mã đĩa phát nữa mấy anh chị yêu ơi. Mã đĩa pháp này có giá là 690.000. 690 anh chị, đường kính ngang 20 to lắm. Đĩa sâu lòng giùm em ha. Chiều cao lên là 4. 690.000, mã 37 đó mấy anh chị. Mã 37 em, mọc truyện đầy đủ nha mấy anh chị yêu. Đó, 690.000, mã 37 giùm em, 690. Mã 37 690.000, bao ship cho mấy anh chị luôn. Rồi, mã tiếp theo chị. Trời ơi, mã này nhiều nè. Đó, sale luôn mã này nhiều cho mấy anh chị nè. Đó, giờ tiếp chị coi. Giờ tiếp chị qua. Từ từ thôi, làm hai hả. Mã này có nhiều cái anh chị, combo luôn. Ưu tiên cho quý gia đình nào nhiều người ha. Hoặc mình mua về trưng bày, hoặc là mấy anh chị bán mua đi bán lại vẫn hời luôn anh chị. Bộ đĩa này hàng Nhật nha anh chị. Đó, bộ đĩa này hàng Nhật giùm em. Bộ đĩa này hàng Nhật em có 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 cái đĩa tổng cộng. Combo này bao gồm 17 cái đĩa tổng cộng. Em để cho mấy anh chị giá bất ngờ luôn. 17 cái đĩa có giá là 1.200.000 đồng. 1.200.000, 17 cái. Đường kính ngang 18 anh chị. Chiều cao lên 3 cm. Quý anh chị nhìn giùm em cái này giống như cái cuốn lá anh chị. Đó, họa tiết lá nè. Cái đĩa nó có mẫu dáng độc lạ anh chị. Có chân đế cao ráo rồi, sang trọng ha, sang trọng luôn. 17 cái 1.200.000. Lên giùm em mã 38. Mã 38 chị. 17 cái đĩa, nguyên combo 17 cái đĩa 1.200.000 đồng. Em bao ship nha, 17 cái 1.200.000. Rồi, ở đây em có một bộ ly thủy tinh. Đó, tri ân mấy anh chị nguyên bộ ly thủy tinh. Rồi, 1.200.000 nè. 3.400.000 là hàng này thủy tinh Nhật nha anh chị. Đây, 5.600.000 nè. 7.800.000 nè. 11.000 nè. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rồi 20 cái ly thủy tinh Nhật ha. 20 cái ly thủy tinh Nhật em sale tri ân cho mấy anh chị coi nào, người ưu tiên khách nào coi hết like. 20 cái này lên giùm em mã 250.000. 20 cái ly thủy tinh Nhật 250.000, ưu tiên cho khách nào coi cú like gặp cá mua liền giùm em. 250.000 em bao mấy anh chị đẹp lắm. À, mấy anh chị nhìn cận cảnh giùm em cái ly nè, nó to cỡ này anh chị. Em khỏi cần đo, mấy anh chị nhìn em cầm thì biết ha, ướm đụm cái tay giùm em đi anh chị. Ha, ướm cái tay giùm em. Rồi, qua mã luôn em, lấy cái sọt bỏ vô nè, qua mã này coi. Rồi ơi, có nguyên một bộ luôn. Mã này lên giùm em mã mấy nhỉ? Mã 39 đó mấy anh chị. Mã này 39 mấy anh chị, 20 cái ly. 39 20 cái ly 250.000. Nhiều lắm, nội tiền ship có hết trơn mấy anh chị, như tri ân anh chị. Như là tri ân mấy anh chị cứ theo dõi like hàng gia dụng anh đi, sẽ có rất nhiều mã tri ân của anh chị. Rồi, một bộ tiếp theo anh chị ơi. Cái ly này em có được là mấy cái giống nhau nè, được có 6 cái giống nhau. Vô nguyên bộ lắm anh chị ha. Ai mua cái mã này là được có một cái bộ này là được 6 cái giống nhau vô nguyên bộ rồi nè. Dài 15, ngang là 5. Cao 15 ngang 5 anh chị ơi. Rồi, đẹp đó anh chị. Ly này bên ngoài thị trường mình mua rẻ gì cũng là 50k một cái đem nó cho rẻ anh chị. Đây ly nữa anh chị, ly cao lắm. Chiều cao 6, 19 luôn, miệng ngang 5. Đó, là 7 nè. 8 nè. Ly luôn thủy tinh màu luôn chị. Chiều cao 14, bề ngang 6, hàng Nhật nha anh chị. 9 nè. Rồi, 10 cái ly thủy tinh. 10 ly thủy tinh này giá bất ngờ cho anh chị luôn. 170.000 đồng, 170.000. 10 ly thủy tinh tính ra cái có 17.000. Trời ơi, rẻ dữ lắm, rẻ anh chị. 10 cái ly thủy tinh 170.000 đồng, phải 75 thôi em. 170.000 đồng em bao ship cho anh chị tới nhà. 170.000 đồng nguyên bộ luôn. Mã này là mã chị vừa đọc mã mấy rồi? Mã 40 rồi anh chị ơi. À, mã 40 rồi nha. Rồi em xin một mã cuối cùng nữa đi em, một mã cuối cùng nữa đi. Rồi mình kết thúc like mấy anh chị ha. Em lên mã cuối cùng, mã đĩa đó mấy anh chị. Một mã đĩa cuối cùng, em kết thúc like luôn. Đây.
Em kết thúc buổi video này nha. 1, 2, 3, 6, 9. 9 cái là mẫu này anh chị. Còn thêm mẫu nữa, đường kính 23 anh chị. Mẫu này em có 9 cái nè. Đó, quan sát truyện ký nha. Siêu già đồ anh chị, hàng chuẩn già đồ luôn. 9 cái, còn mẫu bên dưới là em có được 4 cái. Em bán luôn anh chị 13 cái. 13 cái đĩa này có giá siêu bất ngờ anh chị luôn. 1 triệu đồng. 13 cái 1 triệu anh chị. Đường kính 23. 13 cái đĩa này có 1 triệu đồng anh chị, hàng xưa không luôn. 13 cái đĩa xưa 1 triệu đồng, 1 triệu đồng. Rồi, em bao phí ship toàn quốc mã 41 anh chị yêu, mã 41 1 triệu đồng. Rồi, em mến chào quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị vào buổi live hàng gia dụng tiếp theo. Mỗi ngày kênh của em theo tình tự sẽ phát hàng gia dụng vào 6 giờ sáng mỗi ngày. Live stream hàng gia dụng tầm khoảng 12 giờ hoặc 1 giờ chiều. Rồi phát buổi trực tiếp live stream tiếp theo những cái mặt hàng đồ gỗ, đồ xưa ha, đồ trang trí nội thất. Đó, còn rất là nhiều trong cửa hàng của chúng em thì vào khoảng 6 đến 7 giờ tối. Rất mong quý anh chị đừng có quên cửa hàng của em theo dõi trực tiếp trên kênh Đồ Xưa Lệ Nguyên ha, liên tục cập nhật hàng hóa liên tục mỗi ngày cho quý anh chị luôn. Địa chỉ của em là ở tuyến tránh sạt lở quốc lộ 91, khu vực Thế Hưng, phường Long Hưng, thành phố Cần Thơ. Đó, ưu tiên cho mấy anh chị mà mua sỉ bán lại cứ gọi điện thoại liên hệ trực tiếp với em. Đó, số Zalo cũng như số điện thoại đây 0772 877278. Em sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nha. Mến chào và hẹn gặp lại quý anh chị gần xa nha.